Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Bên em chuyên về đầu MD, đầu DAC ha, đầu DAT, đầu DAT cả nhà. Đầu CD có chức năng giải mã. À, con này Pioneer HS7. Đầu giải mã Pioneer N70 N50 ha. Thì hôm nay em sẽ tập hợp cho cả nhà mình tổng hợp lại những cái đầu đĩa CD đề nông mà bên em đang có hàng ha. Đây là con 1650 Gold Limited cả nhà ha. À, cùng với hai hồi gỗ zin. Cái này là khiển copy ha. Con này có giá là 10 triệu 500 ngàn cả nhà ha. 10 triệu 500 ngàn. Đây, đầu đẹp keng không tì vết. Đây là đầu CD thuần nha cả nhà, chỉ đọc CD thôi. Ha. Yeah. Đó là 1650 Gold Limited ha. Đây em có một cái kệ đựng cassette với CD nè. Cái này em sẽ giới thiệu sau. Hôm nay em giới thiệu đến cả nhà mình, em vừa về thêm một cái đầu CD Sony ha, 3 số 5 ESG. CD Sony 3 số 5 ESG. Con này cũng đẹp y chang như cái con 1650 Gold Limited lúc nãy cả nhà ha. Đây, mắt của 3 số 5 thì nó đọc rất là nhanh và mắt từ thì rất là bền. Con này đẹp len keng long lanh ha. Và mắt đọc tốt zin nguyên bản. Đó. 3 số 5 ESG cực đẹp luôn. Ở đây có cái khiển copy, giá của nó là 12 triệu ha. Con này nó nặng đâu 14-15 kg cả nhà. Em bao ship cho cả nhà mình nha. 12 triệu. Và 12 triệu cả nhà ha. Rồi, đầu đề nông còn model nào nữa? Ở đây còn một con DVD A1 ha. Con này có khiển, có dây nguồn vàng zin 12 triệu 900 nè. Và ở đây là mình có con này là con S10 35 mã limited nè ha. Số seri là 0903 nè. Chân cắm nè. Rất là vàng luôn. Rất là đẹp ha. À, phía dưới này là một con S10 trơn nè. Con này là hôm trước em giới thiệu rồi nè, 3915 nè ha. Ở dưới này nữa là một con S10 25 mã ha. Con này em cũng đã giới thiệu đến cả nhà mình rồi ha. Con này có số seri là 1144 nè. Và cuối cùng đó là một con CD đề nông S10 35 mã ha. Đó. S10 35 mã. Con này có số seri là 1532 nè ha. Đó. Tất cả đều sử dụng điện 100V. Máy bao là nguyên bản nguyên zin ha. À, đọc tốt, giải mã tốt. Đây là đường giải mã nè, đường quang vào để giải mã đây ha. Đó. Đường quang vào để giải mã. Đó. 4 đường để giải mã ha. Đó. Đường quang để giải mã, đường đồng trục để giải mã. Mắt đọc tốt. Zin nguyên bản. Dạ. Yeah. À, bao cho cả nhà mình test chức năng trong vòng 7 ngày ha. Dạ, test chức năng trong vòng 7 ngày. Đó là các cái thông tin ở phía sau. S13 nè. Con này là S12 nè. Con này là S10 trơn nè. Con này là 35 mã limited cả nhà. Limited thì nó riêng nó là nó có cái đường AV là không có hai đường ha, nó chỉ có một đường AV ra thôi. Còn những cái con khác thì hai đường AV ra. Rồi. Những con nào mà riêng với con S10 thì dây nguồn nó dính vào máy. Còn những con khác thì dây nguồn nó là dây nguồn này cả nhà ha. Dây nguồn zin của nó là dây nguồn chân vàng như này. Nó vàng chóe chọe như này, nó vàng như này cả nhà ha. Đó. Dây nguồn của nó phải là dây nguồn này nha cả nhà. Mới là dây nguồn zin nha. Đó. Rồi. Mình sẽ đi lần lượt từng em ha. Đây là con S10 35 mã limited. Con này cả nhà mình nhìn như thế này thì có thấy gì không ạ? Có thấy gì không ạ? Có thấy gì không ạ? Có thấy gì không cả nhà? Không thấy gì. Đẹp len keng ha. Dạ, đẹp long lanh. Đó. Nhìn như thế này thì không thấy. Nhưng mà để em chỉ cho cả nhà mình đây. Đây. Đó. Nó bị quẹt một cái chấm ngay chỗ này. Đó. Thì thông thường á, cái con này em bán với giá là 24 triệu 500 cả nhà. Con này em sẽ tính cho cả nhà mình 23 triệu 500 ha. 23 triệu 500.
kèm theo dây quang ly tông 1,5 m. Còn nếu mà cả nhà mình không lấy dây quang, em trừ hẳn cho cả nhà mình 300 ngàn luôn nha, trừ hẳn luôn 300 ngàn thì nó còn lại là 23 triệu 200 ngàn. Hoặc nếu mà có dây quang là 23 triệu 500 ngàn. S10 3 La Mã Limited thiết kế rất là đặc biệt ha. Đó, thiết kế rất là đặc biệt. Con này nó có một cái biến thế nguồn mà được đặt trong một cái hợp kim rất là độc đáo. Hạn chế rung, hạn chế nhiễu. Giá 23 triệu 500 ngàn, tặng kèm dây quang. Nếu không lấy thì giảm còn 23 triệu 200 ngàn. Và nhớ giùm em, nó là khiển của nó là khiển zin. Khiển zin như thế này ha. Khiển zin không đúng đời. Khiển này là khiển zin không đúng đời nha cả nhà. Đó. Nếu mà cả nhà mình mà đây đây là khiển zin không đúng đời. Còn nếu cả nhà mình không lấy khiển zin, lấy khiển copy, em trừ luôn cho 5 ngàn. Đây, đây là cái khiển copy này cả nhà, khiển copy ha. Chức năng nó y chang như nhau. Đó. Nếu cả nhà mình không lấy khiển zin mà lấy khiển copy, em trừ luôn cho cả nhà mình thêm 500 ngàn nữa nha. Ha. Đây là hai cây khiển, một cái khiển zin, một cái khiển copy. Cấu tạo của nó về các cái nút thì nó giống y chang nhau. Chỉ có điều một cái là khiển zin, một cái là khiển copy thôi. Nếu cả nhà mình không lấy khiển zin, em trừ lấy khiển copy thì em sẽ trừ luôn thêm cho cả nhà mình 500 ngàn nữa. Tất cả các cái đầu ở đây. Rồi, con S10. Đây là con S10 trơn cả nhà, S10 trơn ha. S10 trơn đẹp long lanh, đẹp leng keng. Con này hôm trước có giới thiệu rồi, không cần phải nói lại ha. Dạ, cực cực đẹp luôn. Đầu kèm với lại remote học á cả nhà, 12 triệu 500 ngàn, 12 triệu 500 ngàn. Rồi, tặng kèm luôn cả nhà mình một sợi dây quang nữa nha. Đó, 12 triệu 500 ngàn, tặng kèm một sợi dây quang. Không lấy dây quang trừ 300 ngàn tiếp. Dạ, vậy đi. Kỳ này rất rẻ với cả nhà mình ha. Dạ. Denon S10. Tất cả những cái CD ở trước mặt cả nhà mình này, đây là những cái CD đầu CD mà có chức năng giải mã ha. Giải mã thì mình chỉ cần ở đây là bấm cái nút này hoặc là gạt phía trên này thì gạt qua thôi. Rồi con S12 ha, con S12 La Mã. Con này hôm trước em có nói với cả nhà mình ha. Đó. Con này nó có S12 La Mã đây, nó có ba cái chấm đây. Em tính 15 triệu 500 ngàn cả nhà. Đó. Ha, 15 triệu 500 ngàn. Khiển zin không đúng đời, nếu mà lấy khiển học thì em trừ thêm 500 ngàn nữa. Lấy khiển copy em trừ thêm 500 ngàn nữa, còn 15 15 triệu cả nhà, 15 triệu ha. Đó. Giá cực cực kỳ tốt cho cả nhà mình luôn. Cực tốt luôn. Bác nào mà may mắn nhanh 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 lẹ ha, em tặng luôn sợi dây quang nữa cho cả nhà mình cho vui vẻ luôn, bao ship luôn. Dạ. Đó. Bác nào mà alo chốt đi em, đó, chốt liền thì rất là may mắn gọn lẹ ha. Dạ. Thì em sẽ tặng thêm một sợi dây quang liên tông cho cả nhà mình nữa. Dạ. Cho vui vẻ đôi bên ha. Dạ. Rồi. Và cuối cùng đây là con S10 3 La Mã. Con này thì không có gì phải chê rồi. Con này không có gì phải chê. Đầu kèm dây nguồn và khiển zin không đúng, khiển zin của nó em vừa cầm lúc nãy cả nhà là 18 triệu 500 ngàn. Tặng kèm thêm cả nhà mình một sợi dây quang ly tông 1,5 m nữa ha. Rồi nếu mà không lấy khiển zin, lấy khiển học thì em trừ cho 500 nữa, còn 18 triệu luôn. Đó. Cực cực tốt luôn ha. Đó. Đây, đó. Em quay quay rất là cận cả nhà ha, rất là cận. Về máy móc em đảm bảo cho cả nhà mình đó là nguyên bản nguyên zin, không có chấm hàng, không sửa chữa. Bác nào phát hiện ở trong này có chấm hàng, có sửa chữa, em đền cho mình gấp đôi tiền nha, gấp đôi tiền. Dạ. Con S13 này là đẹp nè ha cả nhà ha. Con S12 này thì cũng đẹp luôn. Chỉ có điều là nó có mấy cái chấm mà mình ở nhìn ở khoảng cách ở đây là em đã để đây khoảng chừng 30 phân. Khoảng cách 30 cm mình vẫn không nhìn ra, trừ khi mà đưa cái máy sát vào như thế này thì mới thấy được. Đó, còn mà ở khoảng cách này là mình không thấy được luôn cả nhà, không thấy được luôn ha. Không thấy cái gì ở đây luôn á, không thấy luôn nè. Đó. Ở khoảng cách 30 cm giống như em đang quay mình không thấy gì.
Nhưng mà em bán hàng có sao nói vậy? Đó. Rồi, con S12, S10 trơn thì cũng không có gì phải bàn luôn. Con này cũng không có gì phải bàn. S10 3 la mã limited thì nó đây, ở cũng khoảng cách 30 cm, cả nhà mình không thấy gì đâu. Chỉ khi nào mà đưa sát tới, mà đưa sát mà phải chiếu ánh sáng như thế này mình mới thấy được có con vết nè. Đó. Còn không mà ở đây ở khoảng cách này mình cũng không thấy luôn. Rồi. Em vừa tổng hợp lại tất cả những cái đầu CD đề nong có chức năng giải mã mà em đang có cho cả nhà mình. Ngoài những cái con CD này em còn con DVD A1 ha, DVD A1. Đi DVD A1 để đây. Đó. Và ngoài những cái con này thì CD thuần mình có 1650 Gold Limited ha, hoặc là 365 ESG. Bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại hoặc là số Zalo 0907 406 222 giúp em. Em ship hàng toàn quốc ha. Các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ miễn phí ship cho mình. Đặt cọc 15% giá trị máy, nhận hàng trả tiền thì em không bao ship. Rồi, em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình ha đã theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại trong các clip sau ạ. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.